đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món dồi sụn. Món dồi sụn này các bạn có thể dùng làm món ăn nhậu hoặc ăn kèm với bún đậu mắm tôm đều rất là ngon đấy. Nguyên liệu để làm món dồi sụn thì gồm có 200g lòng non, 400g sụn. Sụn thì các bạn băm hoặc là xay nhỏ. 200g thịt xay, các bạn sử dụng thịt phai hoặc thịt mông có cả phần mỡ thì ăn sẽ ngon hơn nhé. Nếu bạn nào muốn phần dồi sụn ngậy hơn thì các bạn có thể sử dụng thêm 150g mỡ, mỡ lá hoặc mỡ than đều được. Đối với mỡ các bạn sử dụng thì các bạn thái hạt lựu ra. 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh rượu mai quế lộ. Rượu mai quế lộ sẽ giúp cho phần dồi sụn thơm hơn, nếu không có thì các bạn không sử dụng cũng được. Và các bạn chuẩn bị cho mình hành lá, rau húng, 4 củ hành tím. Nếu mua được lá mơ thì các bạn sử dụng thêm lá mơ thì món dồi sụn sẽ ngon hơn nữa. Đồng thời các bạn chuẩn bị thêm cho mình 1 thìa canh muối trắng, 2 thìa canh giấm trắng để mình làm sạch phần lòng non này. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên, đối với phần hành tím mình sẽ băm nhỏ, hành lá và rau húng thì các bạn rửa sạch sau đấy thái nhỏ ra. Bây giờ mình sẽ cho sụn và thịt vào trong tô. Mình trộn đều lên. Nếu bạn nào dùng mỡ thì các bạn thái hạt lựu và cũng cho vào cùng luôn nhé. Tiếp theo mình sẽ cho 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh rượu mai quế lộ, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê tiêu. Mình trộn đều lên. Trộn đều thịt với gia vị rồi thì mình sẽ cho hết cái phần hành tím, hành lá và rau húng vào cùng. Mình sẽ trộn đều lên để cho tất cả các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau. Và mình sẽ để ướp trong khoảng thời gian là 30 phút. Bây giờ thì mình sẽ đi làm phần lòng non này. Phần lòng non thì các bạn loại bỏ đi cái phần mỡ bên ngoài này. Cắt bỏ mỡ xong rồi thì mình sẽ cho vào cùng với lòng 1 thìa canh muối, 1 thìa canh giấm. Và bây giờ mình sẽ lộn ngược cái phần lòng này lại. Mình sẽ lộn ngược lòng để cho phần lòng nó chảy ở dưới vòi nước này thì lộn ngược lại sẽ rất dễ dàng. Rất là dễ các bạn ạ. Mình sẽ cho vào 1 thìa canh giấm nữa. Và bóp cho phần lòng này thật là sạch.
lại với nước. Giờ mình sẽ làm mỏng cái phần là lòng non này. Các bạn lấy từng đoạn lòng, sau đấy dùng một con dao này, các bạn cào. Sẽ khiến cho cái phần lòng non này nó mỏng ra. Mình đã có cái phần lòng non rất là mỏng như thế này này các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó rất là mỏng này và rất là dai nhé, không hề dễ rách đâu. Và đây là cái phần lòng non sau khi làm sạch này các bạn. Các bạn thấy, có thể thấy nó sẽ mỏng như thế này. Những cái đoạn nào mà các bạn cạo nó chưa hết thì nó sẽ đây, nhìn nó sẽ dày như thế này. Còn nếu mà các bạn cạo sạch thì nó sẽ mỏng như thế này. Mình cho nước vào để các bạn có thể nhìn thấy rõ. Giờ mình sẽ cho vào cùng với phần lòng non một thìa canh rượu mai quế lộ. Mình bóp đều. Đối với làm xúc xích ấy, các bạn, đối với làm xúc xích hay lạp xưởng, các bạn cũng có thể sử dụng cái cách làm sạch lòng non như thế này để các bạn làm. Mình rửa lại thật sạch nữa là phần lòng non của mình đã hoàn thành rồi. Thịt nãy giờ mình cũng đã ướp được khoảng 30 phút rồi đấy các bạn. Giờ mình đảo đều lên. Và mình sẽ dồi thịt vào trong cái phần lòng non mà mình vừa làm sạch. Các bạn chuẩn bị cho mình các cái sợi chỉ, các bạn gấp đôi hoặc gấp ba lại. Mình sẽ buộc một đầu của cái phần lòng non này lại. Dùng một cái chai này, các bạn cắt ngắn đi. Mình dùng làm cái phễu để mình cho thịt vào. Và mình cho một đầu của cái lòng non vào trong cái miệng chai này. Sau đó mình sẽ cho phần thịt vào đây. Các bạn dùng cái đũa nhồ xuống. Hoặc là các bạn dùng cái thìa nhỏ này. Hoặc các bạn ấn cho phần thịt nó chạy xuống dưới phía cái lòng non này. Các bạn vuốt cho phần thịt nó chạy xuống. Các bạn cứ nhồi như vậy cho đến khi hết. Và đây là phần thịt mình đã rồi. Mình đã nhồi hết vào trong phần lòng non rồi này. Các bạn chia ra thành các cái đoạn nhỏ dùng chỉ buộc. Nếu không thích thì các bạn có thể để nguyên cũng được nhé. Mình sẽ chia ra thành những đoạn ngắn như thế này. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước, bắc lên bếp và đun sôi. Mình sẽ mang cái phần dồi này đi hấp. Trước khi hấp thì các bạn dùng một cái tăm nhọn, các bạn xa một vài lỗ lên trên cái phần dồi này. Để khi hấp thì dồi nó sẽ không bị nổ. Khi nồi nước đã sôi thì mình sẽ cho dồi vào hấp. Mình hấp trong khoảng chừng 15 phút. Sau 15 phút, các bạn dùng tăm nhọn này, các bạn châm thử vào trong phần dồi. Nếu không có phần nước đỏ cháy ra, nghĩa là phần dồi đã chín. Dồi đã chín rồi các bạn ạ. Giờ mình tắt bếp.
để cho dồi nguội và mình sẽ mang đi phơi nắng. Nếu mà trời nắng to thì các bạn phơi khoảng 2-3 tiếng. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể cho vào trong lò nướng. Các bạn sấy ở nhiệt độ 100 độ C trong khoảng 1-2 tiếng. Các bạn nhớ là mở hé cửa lò ra nhé. Còn nếu mà các bạn vội quá thì các bạn cũng có thể là mang phần dồi này đi chiên luôn. Nhưng ăn như vậy sẽ không ngon bằng mình phơi được nắng. Thì khi ăn cái phần vỏ ngoài của dồi nó sẽ giòn ngon hơn. Và đây là phần dồi sụn mà mình đã phơi nắng được khoảng 3 tiếng các bạn ạ. Các bạn thấy chiếc dồi sụn của mình nó săn chắc lại này. Sử dụng một chút rượu mai Quế Lộ khiến cho cái mùi của dồi sụn nó rất là thơm, thơm như là mùi của lạp xưởng ấy các bạn. Dồi sụn này các bạn có thể làm nhiều, sau đấy các bạn cho vào ngăn đá, các bạn cất và dùng dần. Dồi sụn này thì các bạn có thể nướng hoặc chiên đều rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ cắt phần dồi sụn này ra. Các bạn cắt và bỏ chỉ đi. Giờ thì mình sẽ mang phần dồi sụn này đi chiên. Đun cho dầu ăn nóng lên thì mình sẽ cho phần dồi sụn vào chiên. Vì phần dồi sụn mình đã hấp chín rồi nên mình chỉ cần chiên cho cái phần vỏ bên ngoài cho nó vàng đều là được. Phần dồi sụn chiên vàng và cái vỏ bên ngoài nó cứng như thế này là được này các bạn. Mình sẽ gấp ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Phần dồi sụn vừa chiên xong đây các bạn. Màu vàng trông rất là đẹp. Giờ mình sẽ sắt ra thành các miếng nhỏ vừa ăn nhé. Và đây là đĩa dồi sụn mà mình vừa cắt ra. Món dồi sụn này thưởng thức ngon nhất là khi còn nóng. Các bạn có thể chấm với mắm tôm hoặc là mắm ớt tùy theo sở thích. Mình thì mình thường hay sử dụng mắm tôm. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nhé. Wow, phần vỏ bên ngoài thì giòn. Khi ăn thì các bạn có thể cảm nhận ngay được vị giòn sần sật của sụn, vị thơm của rau húng của rượu mai Quế Lộ. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món dồi sụn rồi. Hy vọng rằng với những chia sẻ của mình hôm nay thì các bạn có thể làm được món dồi sụn thật ngon để cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món dồi sụn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh nhé.